Hello, vâng, lại là Bình đây. Chào buổi sáng. Vâng, Ngọc Bình xin gửi lời chào và lời chúc đến tất cả các quý vị cổ đông tập đoàn DST cũng như tất cả các quý vị nhà đầu tư. Một ngày mới thật là an lành. Vâng, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022. Hôm nay thì Ngọc Bình sẽ không cung cấp thông tin mới trong ngày hôm nay, mà Ngọc Bình sẽ nhìn về lịch sử cũng vào ngày này 2 năm trước. Đó là vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Vâng, không biết là quý vị và các bạn có tò mò trong lịch sử thông tin của chúng ta với tập đoàn vào ngày 24 tháng 2 năm 2020, chúng ta có tin tức gì nổi bật không ạ? Tất nhiên rồi, trước khi đến với thông tin này thì quý vị hãy dành cho Ngọc Bình những nút đăng ký kênh, cũng như hãy chia sẻ đường link YouTube của Ngọc Bình đến tất cả các quý nhà đầu tư để chúng ta cùng tìm hiểu và nắm bắt cái cơ hội này. Cơ hội có thể nói là có 102 trong cuộc đời của chúng ta để được sở hữu cổ phần của tập đoàn rất là lớn, quy mô toàn cầu. Vâng, ngay sau đây thì chúng ta quay trở lại với nội dung video của Ngọc Bình. Đó là vào ngày này, ngày 24 tháng 2 năm 2020, một thông tin hết sức tuyệt vời, đó là về ngài Anatoly Zhidkiy, nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn của chúng ta, đã được vinh danh, đúng không ạ? Đã được vinh danh là một trong top 100 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ lại một lần nữa bài viết này trên trang RSW, ngansystem.com. Vâng, ngày 24 tháng 2 năm 2020, vào đúng 2 năm trước, thì trên trang RSW, ngansystem.com có đăng tải thông tin mà khiến cho rất là nhiều quý vị cổ đông rất vui mừng, cũng như là khiến cho tất cả các nhà đầu tư chúng ta hoàn toàn yên tâm vào một nhà lãnh đạo tâm tầm tài và rất là giỏi, đúng không ạ? Được vinh danh là top 100 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ. Ngày 24 tháng 2 năm 2020, Anatoly là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ. Tại Liên bang Nga, cuốn sách 100 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của nước Nga được xuất bản như một phần của bộ bách khoa toàn thư Những con người của thiên niên kỷ, những con người của thiên niên kỷ của chúng ta. Đối với chúng tôi, ấn phẩm này thú vị chủ yếu vì người sáng tạo công nghệ Skyway, tổng thiết kế của Yudhikai Ching Technology, Anatoly Zhidkiy được đại diện trong số những người xuất sắc của đất nước, cùng với Tổng thống hiện tại của Liên bang Nga Vladimir Putin và Thượng phụ Kirin của Moscow và tất cả nước Nga. Vâng, riêng cái chỗ này thôi thì Ngọc Bình cũng phân tích một chút để chúng ta thấy rằng là nhà thiết kế tổng công trình sư của chúng ta đấy, ngài Anatoly Zhidkiy, chủ tịch tập đoàn Yudhikai Ching Technology ấy, là đứng trong top 100 các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của Nga. Và trong cái cuốn 100 nhà lãnh đạo xuất sắc này có vinh danh có cả Tổng thống Nga năm 2020 đấy ạ. Tổng thống Nga của Tổng thống của Liên bang Nga đó là Vladimir Putin và thượng vụ Kirin Moscow, đúng không ạ? Vâng, thật là tự hào khi mà nhà lãnh đạo chủ tịch tập đoàn của chúng ta được đứng trong top 100 nhà lãnh đạo xuất sắc và được vinh danh và ngang hàng, đúng không ạ? Rất là tự hào cùng sánh với lại Tổng thống Nga Putin, rất là tuyệt vời. Số báo này là sự hợp tác của Phó chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về gia đình, phụ nữ và trẻ em Elena Votorina và Tổng biên tập tạp chí My Moser, thành viên danh dự của Viện Hàn Lâm Công nghệ, Viện Hàn Lâm Công nghệ Cao, ứng viên triết học Vera Borichenva. Buổi giới thiệu cuốn sách được tổ chức tại Duma Quốc gia Liên bang Nga. Elena Votorizira giải thích rằng nhiệm vụ chính của Bách khoa Toàn thư là biến những biểu tượng về thành công của những cá nhân có thành tích như một đối tượng thi đua cho thế hệ người Nga mới. Điều rất quan trọng là phải hỗ trợ những người tạo ra sự thịnh vượng của đất nước với những việc làm thực sự của họ. Cuốn sách không chỉ là chân dung con người mà còn là những suy ngẫm về cuộc sống và kinh nghiệm làm việc. Đây thực sự là một cuốn bách khoa toàn thư về con người và kinh nghiệm xây dựng một nước Nga mới. Giám đốc dự án Vera
Boricheva đã chỉ ra rằng những lý tưởng và hướng dẫn luôn quan trọng đối với nhân loại. Các nhân vật trong bộ Bách Khoa Toàn Thư, con người của thiên niên kỷ của chúng ta là một ví dụ về các bạn có thể đánh thức nhân cách của mình. Cách đạt đến những tầm cao hơn mong muốn và làm cuộc sống của bạn là một sứ mệnh. Một sứ mệnh như một mục tiêu sẽ dẫn bạn đến tương lai. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái sứ mệnh nào đó thì sẽ dẫn dắt chúng ta. Hay là chúng ta có một sứ mệnh cũng là một cái mục tiêu để dẫn dắt chúng ta đến tương lai. Những lời này dường như được nói về Anatoly Zhilinsky. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi ông được đưa vào danh sách những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ của chúng ta. Vâng, xuất sắc nhất của thiên niên kỷ, quý vị nhé. Như vậy thì nhà nước đã công nhận thành tích của tác giả dự án Skyway và Spaceway trong việc cứu hành tinh khỏi thảm họa môi trường đang đe dọa nó. Ấn phẩm được hỗ trợ bởi Duma Quốc gia, Hội đồng Liên bang, Trung tâm Thông tin Liên Hợp Quốc, Tổ chức UNESCO, Học viện Quốc tế về Hội nhập Khoa học và Kinh doanh, Học viện An ninh, Quốc phòng và Thực thi Pháp luật Nga và Quỹ Công cộng Khu vực Thiên Niên Kỷ của chúng ta. Vâng, chúng ta cùng đến với ấn phẩm 100 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của Nga. Rất là tuyệt vời. Tại sao mà Ngọc Bình hôm nay lại làm một cái video hết sức đặc biệt trong một cái lịch sử mà đáng ghi nhớ, thông tin về chủ tịch tập đoàn chúng ta, ngài Anatoly Zhilinsky. Trong ngày này trên trang RFW system.com thì có đăng tải, các bạn có đăng tải bài viết là chủ tịch Anatoly Zhilinsky là đứng trong cuốn sách được vinh danh top 100 các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ do Nga bình chọn, đúng không ạ? Và trong cái cuốn sách vinh danh này thì Ngọc Bình vừa chia sẻ đấy ạ, có cả Tổng thống Nga Vladimir Putin, rất là tự hào. Đây là hình ảnh cuốn sách 100 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên niên kỷ, chúng ta thấy không ạ? Đó. Đây, rất là nhiều các cái nhân vật. Và Ngọc Bình sẽ cóp một chút. À vâng, đây nó là cái dạng file đúng không ạ? File PDF nên là khả năng không cóp được. Vâng, tuy nhiên thì chúng ta thấy đây, hình ảnh ngài Anatoly Zhilinsky của chúng ta đây. Đó. Đây thì Ngọc Bình có hình dung ra đây là tên là của ngài chủ tịch, và đây sinh ngày 16 tháng 4 đúng không ạ, năm 1949. Đây là tiểu sử đấy ạ, tiểu sử ngài chủ tịch đấy ạ, viết về tiểu sử rồi những cái cống hiến, những cái phát minh của ngài Anatoly Zhilinsky. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đây là những cái thông tin mà chúng ta nên phải ghi nhớ. Vì sao ạ? Vì chúng ta thấy nhà lãnh đạo của chúng ta mà được vinh danh như thế này thì hoàn toàn chúng ta thấy tự hào và chúng ta yên tâm tin tưởng vào đường lối hay là sự dẫn dắt tập đoàn bởi ngài Anatoly Zhilinsky. Và minh chứng sau 2 năm đúng không ạ? Từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 và hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022, chúng ta đã thấy tập đoàn Yurikai Trinh Technology chúng ta đạt được rất là nhiều những cái thành tựu, rất là nhiều những kết quả trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã được chứng kiến. Và rất là tự hào khi mà chúng ta có một nhà lãnh đạo xuất sắc như vậy, tâm tầm tài đầy đủ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa quay trở lại bánh xe lịch sử vào thời điểm 2 năm trước, 24 tháng 2 năm 2020, ngài Anatoly Zhilinsky, chủ tịch tập đoàn của chúng ta đã được vinh danh trong một cuốn sách 100 nhà lãnh đạo kiệt xuất của nước Nga. Vâng, của thiên niên kỷ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, hữu ích thì không quên hãy dành cho Ngọc Bình những nút like, nút đăng ký kênh cũng như là nút share, chia sẻ đường link YouTube Ngọc Bình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.